Xin chào tất cả anh em nhà mình nhá. Chào mừng cả nhà quay trở lại với kênh Quỳnh Tuyên Quang của em nhá. Em lên cho anh em nhà mình vài mẫu họa mi về nghe hot hay anh em nuôi thả vi hoặc anh em ghép sinh sản đều ok các bác ạ. Và mã số 1635 em lên với cả nhà em chim trống 1.500.000 cho cả nhà nhá. 1.500.000 một em chim khá là già rừng. Em này khoảng 5 rưỡi đến 2 năm rừng rồi. Chim đã hot rồi và chuẩn trống 100% luôn các anh em nhá. Đầu mặt bóng mộ ok, mỏ mỏng. Dự là một em chim rất là mau mồm, mau miệng đấy ạ. Anh em nuôi vài 3 tháng thì chim nó sẽ hot nhiều và ok hơn. Thì lúc đấy nó đứng trong lồng nó hot, nó sẽ rất là đẹp nhá anh em nhá. Đây là em nuôi trong cái hộp ấy. Thì chim diện tích nó cũng nhỏ, hẹp, chưa phát huy hết khả năng của mình được. Nhìn cho các bác các anh nhà mình nhá. Anh em cứ lựa thoải mái vô tư. Hết em này em lại chuyển sang mà em khác cho các bác lựa. Đây là anh em cứ xem, nếu mà em nào thật là ưng mắt rồi, thật là thích rồi thì anh em gọi điện cho em nhá. Số điện thoại của em là 0983 936 899. Đấy, em sẽ chuyển sang em chim thứ hai cho các bác lựa tiếp này. Tiếp tục em lên với cả nhà em chim mã số 1636 nha các bác nhá. 1636 này em chia sẻ cho cả nhà mình giá 1.550.000. Em này lông đuôi nó hơi sơ sát một chút, anh em về chăm lại giúp em nhé. Nhưng mà em chim rất là già rừng luôn này cả nhà này. Chân cành đào nhá, cực kỳ già rừng luôn, anh em có thể nhìn thấy nhá. Chân nó rất là khô đến nỗi là da nó ôm chặt vào chân luôn nhá cả nhà nhá. Mà được em chim người dài, dáng người dài, đuôi dài. Là chuẩn trống 100% rồi các bác nhá. Về các anh em thì mình cứ yên tâm chăm bắm nuôi dưỡng để nghe hot thôi. Anh em nào cần mi mái, em cũng có mi mái, anh em có thể nhắn tin qua để em gửi video clip mi mái cho các bác các anh nhà mình lựa nhá. Số điện thoại của em là 0983 936 899, cả mái cả trống em đều có. Đấy, nhà mình thích hàng nào thì em có thể sưu tầm cho mình nhà mình hàng đó nhá. Em thứ ba cho các bác lựa này, mang mã số 1637 các anh nhá. Lên với anh em mã số 1637 nhá. Cái này chia sẻ cho anh em giá 1.200.000 này các bác này. Đông lá em này nó không được đẹp lắm, chia sẻ nhanh gọn cho các bác nhé. Chim trống chuẩn và đã hot rồi nên là anh em yên tâm. Rừng hoặc là chim bánh tẻ một tí, nhưng mà nuôi dưỡng và thuần hóa được những em già rừng này thì các bác lại có những em chim hót còn hay luôn lấy đảo dòng tốt thôi. Cho em 1637 này nhá anh em nhá. Em lên với anh em chim mã số 1638 nhá các anh nhá. Một em chim trống khá là hiền chim này.
bên cành đào ngực nở các anh em nhé. Mặt nhìn rất là hiền chim nhé. Anh em nhà mình có thể sưu tầm em chim này về nghe hót hay là hộ chiến à, hay là anh em về chơi chiến thì đều là ok, bởi vì chim là chim sạch 100%, chưa qua khai thác, chưa qua tay người chơi nhá. Bắt ở rừng ở bản như nào về em chia sẻ cho cả nhà mình như vậy thôi. Đấy. Đổi qua đổi lại cho em nó di chuyển cho các bác anh nhà mình quan sát nó dễ hơn một tí. Mà em chim nhìn rất là đẹp chim luôn. Hiền chim, tính chim như này về anh em nuôi dưỡng nó cũng dễ này các bác này. Nói chung là anh em có thể thử cái khả năng nuôi chim mộc của mình. Bởi vì là nhiều anh em đã chơi thuần rồi đúng không? Chưa bao giờ nuôi mộc thì các bác cứ thử một lần xem cái khả năng nuôi dưỡng thuần hóa của mình nó như thế nào. Nó cũng rất là hay ho đấy các bác ạ. Em thì có ship toàn quốc nhá cả nhà nhá. Đây là cả nhà mua hàng bên em yên tâm. Nhưng mà thật ra cái cảm giác mình nuôi được một em chim đi mộc lên, nó hót ngon lành cành đào thì cảm giác như mình chinh phục được một cái gì đó rất là hay. Anh em có thể thử nhá. Em số 4 trong video clip ngày hôm nay rồi đấy các bác ạ. Em sẽ lên thêm một em nữa để cho anh em lựa nhá. Mang mã số là 1639 nha các bác nhá, 1639 nhá. Lên với các bác một mã 1639 nhá. Một em chim trống này, thanh lý cho anh em này giá 1 triệu nha anh em nhá. Thanh lý cho anh em này giá 1 triệu này. Đầu nó hơi xước một chút các bạn. Nhưng mà chim được cái người rất là dài chim. Nói chung anh em về nghe hot anh em nuôi thả avi thì quá là bình thường, mà anh em có thời gian thì anh em chăm lại nhá. Nhà em nhiều chim thì em thanh lý luôn cho các bác này. Cái này thì nó phi nhiều, đầu nó hơi xước một chút thôi ạ. Một em chim nói chung là già rừng rồi anh em ạ. Rất là già rừng nên là bị nuôi nhốt thì là nó phản ứng rất là mạnh. Nên là về anh em cứ bình tĩnh là thuần hóa em nó, hoặc anh em có thể nuôi rộng ra, nuôi thả AV thì nó sẽ đỡ nhảy hơn nhá anh em nhá. Nó sẽ đỡ hơn được, nó có cái không gian bay lượn nó rộng rãi ấy. Đấy, 1 triệu cho cả nhà em chim mã số 1639. Vậy là em đã lên được 5 em mi trong video clip ngày hôm nay của em rồi, là chim trống chuẩn nha anh em nhé. Nên các anh các bác nhà mình mua hàng bên em thì yên tâm. Giờ thì em xin phép dừng clip tại đây. Cảm ơn cả nhà theo dõi video clip của em nhé. Bye bye mọi người.